Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh Ngô Minh Trang ha. Hôm nay lên cặp cái kem tơ của chú anh chị, giá cũng cực kỳ thương nè. Thì mời cô chú anh chị xem nội dung thấy giá cả nghĩ mua liên hệ cho em ha. Bò ở huyện Ba Tri ha, hay giá cực kỳ, lứa bò hết là con 7 tháng con 9 tháng. À, trước mặt xuống hành chúng ta là hai con quà cái kem ha. Mẫu kiểu mẫu nuôi chú anh chị. Đây. Theo quan sát chân cả hoàn thiện, không có bú ép xe xuống đúng số lượng hết nha. Bò này thì chích ngừa viêm da hết trơn của chú anh chị. Kem Tháp nè, trắng ha. Coi kem vàng, hai con đầu trụi hết của chú anh chị, thấy không? Cực kỳ ha, con nhỏ đây chiều cao em đo được là 1m15. Con bự là khoảng 1m23 của chú anh chị. Em đo là chiều cao cũng sơ xích chút xíu tiểu ha. Cho không thể nào mình đo chính xác được, nó cũng sơ lệch chí xíu lên xuống ha của chú anh chị. Đó. Con trắng này đó sái nè, thấy không, đầu trụ sẽ trắng ha, sái lưng cô cũng chịu theo sái lưng nghiêm chỉnh ha, xong lưng nè, dàn chân nè, cô bé không móng à, đó chân trước ha, xương sắc khá là to ha chú anh chị, lúng ém à, kiểu bài bản ha, đít qua to hết như chú anh chị. Con kem trắng, con trắng này thì nó 9 tháng bò là cô chú anh chị ha, cực kỳ không. Qua lấy kem vàng cho cô theo xem ha. Kem vàng chân cẳng nè, cho chủ nhà ở nha, làm biến tắm lửa nhưng bò dơ ha. Chân trước là chú anh chị theo xương sóc nè, lúng đây hai kem hết, đang đầu tụi lũi ha, chung cực đẹp ha chú anh chị. Cái lưng nè, cái lưng này hay tròn về da anh chí ha, bò lai thì đây. Con kem vàng sái lưng nó hơi tròn về da trí chú anh chị, thì đó mình xài bờ lai thì sái rồi không thà quan trọng cho mấy hơn chú anh chị, chủ yếu con đẻ con ngon mắc sữa ha, đẻ khích bò được rồi hơn chú anh chị. Hang này thì để cho giống ha, sinh sản cực kỳ luôn chú anh chị, kem nè thả đoạn dài ghê không. Đây có hang này anh chú nhận bán giá là 35 triệu ha chú anh chị, đó 35 triệu. Hai con chẳng dặn giá có 35 triệu rồi, kỳ không? Đó thì cô chú anh chị mà ở gần xa muốn mua quan mua liên hệ cho em. Rồi. Liên hệ chú nhà em nhé, điện cho em nhắn tin xuống nhà cho cô chú được. Đó thì nhắc lại hai con cao mét 23, con cao mét 15. Bò thì 9 tháng bò với 7 tháng bò hết rồi, lứa bò hết chú anh chị. Hai này mua giống để giống sinh sản là cực kỳ ngon nè. Kiểu có ha. Chân trước chân sau là xương sắp cũng khá nè. Đây này, cái này vú nó nè, thắt thân của chú anh chị kỳ ha. Đây con qua đây cũng có lúng nè, kiểu có nè. Ở nhà này vú ha, đó là rõ hình ảnh là chiều cao mới gửi lời ha, cô chú anh chị ở gần xa muốn mua liên hệ cho em. Cậy đuôi con thác khăn luôn nè. Đó, bò nè, chim ngừa vaccine hết rồi ha chú anh chị. Giá này con giá là cực kỳ thương luôn, giá hai con này chằng dần có 35 triệu thì cô chú anh chị mình đi đâu nữa. Kiếm đâu nữa con cặp này của chú anh chị. Ha. Đứng thấy con này mỏ đen nha, con kia mỏ đen ha, hai con này mỏ đen hết, lưng nó nè, trong lưng nè, thấy không kỳ, hai con bò là đầy đặn ha, dai đít đầy đặn hết nè, đó thì đó thì hình ảnh em gửi lời ha, thì cô chú anh chị ở gần xa muốn mua liên hệ cho em. Bán là bán tại chuồng nghe, không có bao tiền xe chú anh chị.
ha. Cực kỳ không? Cặp bo này cực kỳ ha. À, giờ em cũng xin kết thúc video tại đây, mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Quay tầm xa, đứng thiệt xa là cho cô chú anh thấy trọn bò nè. Con này cao 1m23 bò nè cô chú anh chị. Con kia là cái 1m15 nè. Ha, con kem trắng, con kem vàng. Tục này hình ảnh ngày hôm nay em ghi bò được gu ha. Gu màu đẹp cực kỳ luôn chú anh chị. Chiều cao khoảng 1m. Mét mốt đi lên chú anh chị, không có dối ha. Đít là như đít ba bê luôn. Đít nè. Kỳ không? Đây. Màu đỏ mặt luôn ha. Chân cẳng hoàn thiện, không có bú, xe xuống lún xuống luôn gì hết. Chân là móng sò nè. Xương sóc to ha. Đây. Con này thì cô chú anh chị mà ở gần xa mua gì dỗ béo được, mua về làm giống ha. Đó là làm giống bò nhảy cũng được cô chú anh chị. Để thả là con này con mẹ đó là tàn khủng luôn á. Con này tầm 5 tháng nè cô chú anh chị ha. Sái tính nghiêm chỉnh hết nha. Đầu trụ lũi luôn. Đó. Sái là sái nghiêm. Rồi thả ra xong rồi cho cô chú nhìn thấy ha. Chân cẳng nè ha. Rồi chú nhận bán bò này giá là 15 triệu. Thì cô chú anh chị mà ai muốn mua liên hệ cho em ha. Chích ngừa rồi đầy đủ hết rồi cô chú anh chị ha. Rồi chích ngừa nghiêm da hết rồi. Ờ, hai màu gu là bật lên cực kỳ không. Con này nuôi dỗ béo cũng ngon, mình nuôi sau này để giống cũng được luôn cô chú anh chị. Ăn để giống nhờ là nọc nhảy ha. À, bò xin nè, gu nè, cực kỳ không. Mười lăm triệu ha, bò bự thác ăn được. Đó. Chứ cái đàn bò cỡ này là không có giá 15 đâu cô chú anh chị. Không có điểm mi bớt cho hết nghe, một màu đỏ mặt luôn nè. Ở dặn lúng nè, cực kỳ không. Đít nè, con này mát sữa mẹ, mát sữa đẻ nên đít nó phù ra không, nó nù luôn của chú anh chị. Rồi thì cô chú anh chị ở gần xa ha, muốn mua bò này thì liên hệ cho em hoặc xin số chú nhà hay nhà điện cho em, nhắn tin xuống nhà cho cô chú chị mình nói chuyện ha. Cực kỳ luôn không chú anh chị, được nè, màu đỏ mặt ha, đẹp ha. Con này sau này để giống rồi là nọc nhảy là ngon luôn. Bây giờ bò giờ đa số cái mà giống bò này hơi hiếm của chú anh chị.